Và xin chào các bạn, hôm nay Đại Lý Phụ Kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là sạc laptop HP chân kim dòng mới nhất hiện nay. Đó chính là sản phẩm chính hãng của HP có thông số kỹ thuật là 19.5231A và thông số là 45W như các bạn đang xem ở trên hình. Đây là hàng chính hãng, bảo hành 1 năm, 1 đổi 1 của hãng HP. Một sản phẩm chất lượng để giúp bảo vệ máy tính cách hoàn toàn tốt nhất bởi những cái thiết kế và các chất lượng của linh kiện bên trong sản phẩm. Có các mạch chống quá dòng, chống quá áp, chống quá tải và đặc biệt là mạch dập biên độ xung dao động để tạo nên chất lượng của những sản phẩm sạc laptop này. Có thời gian bảo hành của những chiếc HP lên đến 1 năm. Thì chỉ có những cái dòng sạc chất lượng thì mới có thể đảm bảo được cho laptop chính hãng có độ bền và tuổi thọ cao. Chất lượng của những chiếc sản phẩm sạc laptop này có thời gian bảo hành của những chiếc HP lên đến 1 năm.